Hello, xin chào bác, em là Minh Tia Chớp và hôm nay em có về Psycho Preset SSA 3111. Phải rất rất lâu rồi thì em lại mới có cơ hội được cầm trên tay SSA 3111 này. Em nói là đây là một trong những chiếc 4R57 mà em thấy đẹp nhất. Tất nhiên là chiếc đồng hồ này thì các bác chú ý cho em này, nó sẽ phù hợp với những anh em cổ tay lớn và vừa. Những anh em cổ tay nhỏ đeo cũng được, nhưng mà nó sẽ hơi cố. Còn về độ đẹp và độ ngon và cái mức giá thì không có gì để mà bàn cãi. Con này giá niêm yết ngày xưa em nhớ không nhầm là nó hơn 16 triệu. Tuy nhiên với em mình thì các bác chỉ cần bỏ ra là 7 triệu 500 ngàn. Chưa đến một nửa so với mức giá của chiếc đồng hồ này. Nhưng mà hình thức thì xin thưa các bác mới 99%. Không có gì để mà chê trách cả. Rất rất mới các bác nhé. Rồi, thì với chiếc đồng hồ này thì chúng ta có gì? Chúng ta có một chiếc đồng hồ đẹp với bộ dây 3 mắt đánh xước này. Khóa gập một bên logo của Seiko này, bấm mở tiện lợi. Thiết kế càng thì phải nói là rất đẹp, phần càng thon gọn kéo dài, đánh xước đánh bóng đầy đủ cả. Đấy, phần càng này thì nó có một cái điểm đặc biệt là nó khá là cong và ốm tay, cho nên các bác cổ tay nhỏ vẫn cố đeo được nhé. Nhưng mà em phải nói trước với các bác là nó sẽ khá nặng, bởi vì nó đeo con này nó khá là đầm tay, và hơn nữa thì kích thước size con này là 42 đấy. Núm sẽ có logo Seiko này. Kích thước size 42 mm, cho nên các bác chú ý nhá. Con này nó sẽ rất đẹp nếu các bác cổ tay cực kỳ to. Nhưng mà nếu các bác cổ tay nhỏ như em chẳng hạn 15.7 nhá, đeo vẫn được do phần càng nó cong và nó ôm tay này. Đây cổ tay em 15.7 các bác nhìn thấy không? Nó vẫn rất gọn gàng đúng không ạ? Đấy, nhưng mà các bác phải để ý là con này nó sẽ đầm tay. Cho nên nếu các bác là một người cổ tay nhỏ mà thích đeo đầm một tí thì còn đeo được. Chứ nếu mà các bác sợ đeo những con đầm đầm thì đeo con này nó hơi nặng nề đấy. Còn tất nhiên là các bác cổ tay 17, 18 thì xin thưa các bác là không có gì để mà bàn cãi cả. Cứ thế là đeo thôi. Rồi, rất mới các bác ạ. Kính sapphire nguyên khối này. Không có gì để mà bàn cãi, không lo xước sát nhé. Mã số con này thì nó sẽ có mặt màu đen piano. Và với mặt màu đen piano thì toàn bộ cọc kim hay là những cái họa tiết hoa văn trên chiếc đồng hồ này nó sẽ rất nổi. Bởi vì đen piano thì nó sẽ là một cái phông nền gần như là hoàn hảo dành cho những cái cọc kim hay là cái sắt đồ nhỏ bên trong. Thật sự các bác là rất nổi. Nhất là đối với bác nào mắt kém thì đeo con này thì thực sự là rất là dễ đeo, dễ xem giờ, dễ xem lịch. Đấy. Rồi, thiết kế thì con này sẽ có đến 5 kim. Ở đây thì chúng ta sẽ có một kim báo lịch ngày góc 6 giờ này và một kim báo chữ cót ở đây với gam màu đỏ. Thì với chiếc đồng hồ này thì nó sẽ có một vành báo chữ cót chạy dọc từ góc 11 giờ cho đến 4 giờ các bác nhé. Với thời lượng lên đến 42 tiếc. Đấy. Cọc kim các bác có thể nhìn thấy này, rất trau chuốt và đẹp. Không có gì để mà bàn cãi cả. Thật sự với gam màu đen piano thì nó sẽ khiến cho toàn bộ cọc kim của nó nổi bật hơn rất nhiều. Và ngay cả đến cái thiết kế các bác có thể nhìn thấy máy 4R57 thì em vẫn hay nói với các bác là nhiều khi cái thiết kế 4R57 nó còn đẹp hơn cả những cái dòng 6R hay là những cái dòng đắt đỏ hơn, và thậm chí nó có thể đẹp hơn cả những cái dòng Grand Seiko đắt đỏ cơ. Và nói thiết kế của con 4R57 này nó làm rất đẹp. Đấy. Rất gọn gàng, rất đẹp, thiết kế kiểu dạng như là mặt trăng mặt trời này đan xen với nhau, rất đẹp luôn đấy ạ. Trau chuốt. Đấy, cọc kim này các bác cũng sẽ thấy hai nửa sáng tối, bao giờ nó cũng vậy. Và với con máy này thì các bác có thể nhìn thấy là bộ máy 4R57 với tận 29 chân kính. Một con máy mà tiệm cận đến dòng máy 6R với vành tóc cũng là vành tóc kháng từ các bác nhé. Đây là bản Made in Japan, vành tóc kháng từ này. Đấy, kính sapphire, chống nước 13, tương đương 100 m. Con máy này chữ cót khoảng 42 giờ, đầy đủ automatic có, hỗ trợ có tay dừng kim dây. Một con máy phải nói là độ hoàn thiện cũng như là cái thiết kế bóng bẩy và đẹp. Và đặc biệt với các bác là giá chỉ có 47 triệu 500 ngàn. Rất ok đúng không ạ? Hình thức thì mới 99%. Thậm chí là cái đáy sau thì nó còn chưa bóc này. Các bác vẫn còn nguyên đáy sau. Rồi, giao lưu các bác với giá 7 triệu 500 ngàn. Bảo hành 24 tháng miễn phí tất cả các lỗi, riêng rơi vỡ bọn em hỗ trợ 50%. Và cam kết là đền gấp 10 nếu phát hiện hỏng phách. Mọi thông tin liên hệ em để phía dưới phần tiêu đề cũng như là mô tả sản phẩm. Tất nhiên đối với những sản phẩm giá trị cao như này mong các bác thông cảm là bọn em sẽ có yêu cầu cọc trước từ 15 đến 20% giá trị của đơn hàng. Cái này mong các bác thông cảm cho em mình nhé. Đấy.